Giữa lúc hội chị em ngập trong drama, Jisoo có lẽ là người yên ổn nhất. Chị cả Blackpink tham gia sự kiện đều và tập trung cao độ cho dự án phim tạo hình mới trong bộ Newtopia cũng được khen hết lời. Kể từ khi chính thức rời YG Entertainment, 4 thành viên Blackpink đều hoạt động solo một cách đầy năng suất. Jennie, Lisa đều đã ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Rose có con đường riêng, thì Jisoo cũng tất bật với các dự án phim của mình. Trong khi Lisa vướng liên hoàn thị phi từ đạo nhái đến bị tố làm bé ba, thì mới đây Jisoo lại được dân tình khen ngợi hết lời. Theo đó, dịch vụ trực tuyến Hàn Quốc Coupaplay đã đăng tải tạo hình của dàn diễn viên chính trong bộ phim Newtopia, tên trước đó là Influence, bao gồm mỹ nhân họ Kim và nam diễn viên Park Jung Min. Đã hơn 2 năm kể từ khi Snowdrop kết thúc, đây là lần đầu tiên chị cả Blackpink xuất hiện trong tạo hình của một diễn viên thực thụ, và lần này cô nàng lại làm dậy sóng dư luận vì visual quá xuất sắc. Trong ảnh, Jisoo xuất hiện với biểu cảm lộ rõ vẻ hoảng sợ và chiếc áo đỏ như nhấn mạnh thêm cảm xúc của cô nàng. Dù ảnh được chụp ở góc nghiêng nhưng vẫn không dìm được visual sáng bừng của chị cả Blackpink. Có thể thấy, tạo hình lần này quả thực rất phù hợp với mỹ nhân họ Kim, trông cô trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật. Đông đảo người hâm mộ cũng dành vô số lời khen có cánh cho nữ idol sinh năm 1995 và hào hứng tới ngày bộ phim công chiếu. Hóng nha, xinh đẹp vô cùng tận, chị hợp màu đỏ quá. Ngỡ đâu là cô sinh viên A Young Ro á. Đang coi phim Zombie Hàn rồi mà giờ còn thêm Jisoo đóng nữa thì chỉ có thể cày nát bộ phim. Diễn viên Kim Jisoo trở lại rồi. Trời ơi, sáng ra đập vào mắt, cái sự xinh đẹp này. Vài diễn viên tràn màn hình là những bình luận của netizen để lại. Được biết, Newtopia chuyển thể từ tiểu thuyết Influence kể về câu chuyện tại Seoul, Hàn Quốc sau khi bị đại dịch zombie tấn công. Phim được đạo diễn bởi Jun Sung-hoon, người nổi tiếng với tác phẩm Black Knight. Tuy nhiên, Newtopia lại là dự án phim truyền hình đầu tiên của ông nên khán giả Hàn Quốc rất mong chờ. Ngoài ra, Newtopia cũng được chắp bút bởi biên kịch Han Ji-won, người từng giành giải Oscar hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất cho Ký sinh trùng. Phim dự kiến sẽ được công chiếu vào năm 2025. Trong Newtopia, Jisoo vào vai Kang Yong-jo, một cô gái xinh đẹp với tấm lòng nhân ái, từng là sinh viên ưu tú của trường kỹ thuật và hiện đang là một nhân viên. Nam diễn viên Park Jung-min thủ vai Lee Jae-jun là người yêu của Yong-jo. Ban đầu, Jae-jun được mô tả là một nhân vật yếu ớt, nhưng sau hành trình vượt qua khó khăn đã khiến anh dần mạnh mẽ và trở thành người lãnh đạo của đội quân tiêu diệt zombie. Cô nàng Yong-jo thông minh nhưng không có nhiều kinh nghiệm chống lại zombie và đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi chia tay với Jae-jun. Jae-jun và Yong-jo cùng nhau chiến đấu trong một thành phố Seoul đầy hiểm nguy, nơi mọi người bị nhiễm một loại virus bí ẩn khiến tất cả biến thành zombie. Cả hai không chỉ phải đối mặt với lũ zombie mà còn phải vượt qua những khó khăn, thử thách để bảo vệ người mình yêu. Nhiều người hâm mộ không khỏi hào hứng khi Jisoo đã lựa chọn một đề tài khá khó trong lần thứ hai thử sức với diễn xuất, bộ phim về đề tài xác sống và có nhiều phân cảnh hành động. Vậy nên, họ mong ngóng từng ngày và đặt nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện lần này của cô nàng. Jisoo được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ toàn cầu đình đám Blackpink. Ngoài hoạt động với vai trò là một ca sĩ, mỹ nhân họ Kim còn đảm nhận công việc diễn viên và người mẫu. Thường được miêu tả là visual của nhóm, cô khiến người người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp, tính cách và tài năng diễn xuất đang nở rộ.